sông cô biết tình quanh đảo chốn san hô.
sáng trên miền xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa. Gió biển nước ra màu nắng tươi giòn thêm anh thế. Cánh chim hải âu muôn mùa về cùng anh vui xa khơi. Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh vui về tan em. Đây súng khóa trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó. Nhắn về đất liền cánh buồm chờ đầy tin yêu. Sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm yêu. Con tàu xa khơi, thấy con tàu xa khơi. Ơi, ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng tươi. Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai. Sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Vâng, chúc các bạn một buổi tối rất là vui vẻ. Thì chương trình hôm nay thì tôi cũng nói về những cái chống lại cái luận điệu xuyên tạc của bọn Ba Que. Tức là cái chủ đề hôm nay tôi sẽ nói là tức là bài sung là ngu xuẩn, là mắc bẫy Ba Que. Vâng, như tất cả các bạn đều đã hiểu ra cái vụ mà ở khu vực bãi Tư Chính vừa rồi là cái tàu, những cái tàu mà của Trung Quốc như tàu Ngư Chính, tàu Hải Cảnh và của Trung Quốc coi như là đã quấy nhiễu ở cái khu vực bãi Tư Chính. Thì Đảng và Chính phủ và nhà nước ta đã có một ứng xử rất là khôn ngoan. Đấy, thì như chương trình trước tôi đã nói với tất cả các bạn là tại sao ví dụ đến 17 ngày khi mà Trung Quốc đã vào quấy nhiễu từ ngày mùng 3 tháng 7 vâng năm 2019 mà đến mãi đến ngày 17 tháng 7 thì nói chung người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta mới ra tuyên bố coi như phản đối Trung Quốc, và lúc đó các báo đài và cái cơ quan truyền thông của mình mới đưa ra những cái gọi là cái thông báo và những cái nhận định về cái việc mà những cái tàu mà của Trung Quốc vào cũng như quấy nhiễu cái vùng biển ở khu vực bãi Tư Chính. Thì tôi nói với tất cả các bạn tức là từ ngày mùng 3 đến 17 tháng 7 á, vâng, thì là mình đã dùng rất nhiều những cái kênh ngoại giao, kể cả bí mật về và kể cả những vấn đề công khai để mà ví dụ là để trao đổi với phía Trung Quốc về cái việc này. Ví dụ trong thời gian đó thì các bạn đều đã biết rằng là chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã sang thăm Trung Quốc. Vâng, trước mắt là cũng để thắt thêm cái tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Với thứ hai là những cái nội dung chính là cái nội dung mà bà nói với Trung Quốc về cái vấn đề coi như là tàu Trung Quốc đã xâm phạm vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở khu vực gần bãi Tư Chính. Vâng, và sau nữa là ông Võ Văn Thưởng, tức là trưởng ban tuyên giáo, thì cũng sang thăm Trung Quốc. Thì tất cả các bạn trong những cái vụ việc đó thì nói chung là cũng gồm có nhiều vụ việc khác, nhưng mà cũng không ngoài cái vụ việc mà chính là ông ấy cũng bàn bạc với phía Trung Quốc về cái khu vực mà bãi Tư Chính đó. Nhưng mà nói chung là Trung Quốc vẫn không... Theo tôi nghĩ những cuộc thảo luận đó thì nói chung là nó cũng chưa đi đâu cả, cho nên là bắt buộc và thì là một người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã ra tuyên bố mà phản đối Trung Quốc và gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, đúng không? Cho nên là những cái thời điểm đó, những cái cuộc coi như là
về kể cả về bí mật, kể cả về công khai giữa Việt Nam Trung Quốc đã tiến hành có rất là nhiều, và sau đó coi như là kết quả nó chưa được đúng như của Việt Nam, thành cuối cùng là mình mới đưa cái chuyện này ra ngoài coi như là cái công luận quốc tế. Và nhất là cái cuộc họp của các nước bộ trưởng bộ ngoại giao ở các nước ASEAN ở tại Thái Lan, và cái cuộc gặp gỡ giữa các bộ trưởng bộ ngoại giao các nước ASEAN vâng với lại một cái số nước lớn, ví dụ như là Mỹ, Ấn Độ, Nga, hoặc là Nam Hàn, Úc, New Zealand chẳng hạn. Thì cái lúc đó thì nói chung là tất cả các nước đấy, và ngoài cái thông cáo chung của các nước ASEAN ra, nói chung là ra được một cái thông cáo chung ấy thì nó rất là khó khăn để phản đối Trung Quốc. Và nói chung là các bộ trưởng ngoại giao của các nước lớn, ví dụ như Mỹ, Nga, Ấn Độ chẳng hạn, thì người ta cũng phản đối cái chuyện mà Trung Quốc xâm phạm cái lãnh hải của mình ở khu vực bãi Tư Chính. Thì nói chung là trong cái cuộc họp ở Thái Lan này ấy, thì Trung Quốc hoàn toàn bị cô lập. Cho nên là ví dụ lấy cái cớ là coi như là cái đội tàu HD8 cần phải về tiếp nước, tiếp dầu, hoặc là thời tiết ở cái khu vực bãi Tư Chính thì nó xấu. Thì nói chung là hiện nay toàn bộ những cái đội tàu của cái tàu HD8 thì đã rút ra khỏi khu vực bãi Tư Chính, và hiện nay coi như khu vực bãi Tư Chính đã nói chung là đã yên bình. Thì nói chung là mình vẫn cứ theo dõi cái hoạt động của cái tàu HD8 đó, vâng, nó như thế nào thì mình vẫn rất cảnh giác. Thì qua những cái vụ việc ở khu vực bãi Tư Chính ấy, thì các bạn thấy đảng và nhà nước mình thì nó người ta rất có những cái gọi là vấn đề ngoại giao rất là thông minh và sáng suốt. Thì cái chủ yếu cái vấn đề ở đây đặt ra là nói chung là mình vẫn giữ được cái biển đảo, vâng, về cái quyền của mình ở cái khu vực bãi Tư Chính. Vâng, cái vấn đề nữa là làm sao cho đất nước ta được hòa bình, được ổn định, và quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thì nói chung là cũng về mặt kinh tế, vâng, về mặt chính trị hoặc về mặt ngoại giao thì nói chung là mình vẫn cứ còn giữ cái sự hòa hiếu đối với Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng bọn chúng cộng cực đoan thì qua thì chúng nó bảo là coi như là chính phủ Việt Nam hèn, Đảng Cộng sản Việt Nam hèn, đúng không? Nhưng mà thực tế cái mục đích của mình ở đây ấy, thì làm sao mình hiện nay mình giữ cho đất nước mình hòa bình, ổn định và nói chung để còn phát triển. Chứ còn ví dụ dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam, và nói chung là kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đến nay thì nói chung là đối với giặc ngoại xâm thì mình không bao giờ mình hèn với bất kỳ một cái kẻ nào, bất kỳ một cái bọn giặc ngoại xâm nào xâm lược đất nước mình, dù có lớn đi đến đâu chăng nữa, ví dụ như Pháp rồi là đến Nhật rồi là đến Mỹ rồi sau này đến Pol Pot hoặc là bọn bằng chứng Bắc Kinh chẳng hạn, bất kỳ một kẻ nào xâm lược đất nước Việt Nam mình thì nói chung là Đảng cùng với nhân dân mình, đúng không, cũng đứng lên để mà đuổi cổ cái bọn chúng ra khỏi đất nước mình, đúng không? Chứ dân tộc mình, đất nước mình thì đâu có hèn đối với những cái kẻ nào mà xâm lược đất nước Việt Nam thôi. Nhưng vấn đề biển đảo á, thì hiện nay đất nước Việt Nam là một đất nước coi như là mình đang ổn định, đang phát triển, đúng không? Chứ mình cũng muốn làm bạn với tất cả các nước ở trên thế giới này, chứ mình cũng không muốn coi như là một cái nước đi hơi hấn chẳng hạn, một mà dân tộc mình là từ ngày xưa giờ đó là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, đúng không? Chúng mình không thích chiến tranh, nhân dân ta đã trải qua những cái cuộc chiến tranh mà gây ra đau thương, gây ra đau khổ và đất nước bị tàn phá như thế nào, đúng không? Thì nói chung là mình những cái cuộc chiến ấy, mình càng tránh được nhiều càng tốt. Bấy nhiêu ví dụ ngay cả bản thân đấy, đối với quan hệ với Trung Quốc là cũng như thế thôi, đúng không? Mình thì làm sao phải quan hệ với một cái nước ví dụ người ta có hung hăng, người ta có tư tưởng bành trướng, tư tưởng bá quyền, nhưng mà mình làm sao mình quan hệ làm sao cho được tốt, đúng không? Để cho người ta mới thấy là cái dân tộc Việt Nam là như thế, người ta cái tư tưởng của người ta đối với lại Việt Nam mình thì nói chung là người ta đấy, người ta nói chung là người ta mới biết cái dân tộc về Việt Nam mình như thế. Rồi Trần Bá Kiếm đã coi như hủy cái bạn rồi, đúng không? Đấy, thì bây giờ coi như là cái bạn lại vào đây nói sàm nhá. Nếu mà ví dụ có muốn tranh luận thì lên đây tranh luận với tôi. Đấy. Còn cái bọn bao que, bọn chống cộng cực đoan, rồi là bọn dân chủ quậy ở trong nước, chúng nó cứ muốn coi như là dân tộc Việt Nam lại lao vào một cái cuộc chiến nữa, đúng không? Thì nói chung là cái cuộc chiến xảy ra thì những người nào là những người khổ, đúng không? Những người dân là những người khổ nhất. Đấy, vừa rồi coi như mình giải quyết những cái vụ mà đối với
khu vực bãi chính chính các bạn thấy không? Tất cả đều tốt. Còn chúng nó coi như là bên kia hô hào là phải coi như phải đem tàu chiến ra hoặc là hô hào những người dân xuống đường biểu tình để mà coi như là gây áp lực đối với Trung Quốc. Nhưng tôi nói với tất cả các bạn, đảng nhà nước của chính phủ mình coi như là cư xử một cách coi như là rất là đúng, đúng không? Mình dựa vào cái sức của mình là chính, đúng không? Cộng với lại dư luận quốc tế nữa, và cộng với lại một số nước, ví dụ như người ta có những cái gọi là cái quyền lợi ở khu vực Biển Đông để mà cái đấu tranh với Trung Quốc, đúng không? Cuối cùng là tôi nói với các bạn là chính nghĩa bao giờ cũng thắng phi nghĩa, đúng không? Chiến tranh là coi như là một cái việc mà coi như chẳng đặng đừng. Ví dụ như Trung Quốc, ví dụ nó xâm lược đất nước Việt Nam, dùng tàu chiến. Rồi, anh mời việc Bình Dương. Nên là mình đối với vấn đề đối ngoại thì mình phải cực kỳ khôn khéo, mình dựa vào sức mình và mình dựa vào những dư luận quốc tế và những cái nước mà có cái quyền lợi ở Biển Đông nữa, cho nên mình xử lý như thế mới là gọi là những nhà lãnh đạo. Chứ còn mấy cái thằng mà gọi là ba que sổ lá thì nói làm cái gì. Rồi em mời Diệp Minh Dương. Chào anh Măng, chào tất cả anh em diễn đàn. Giờ cũng khuya, em chuẩn bị đi ngủ nên em xin phép là giấu camera đi. Thì em nói với anh này, mấy cái phần tử mà nó lên đây nó không thích anh, nó kệ nó, anh đừng quan tâm. Mỗi người mỗi quan điểm, nhưng mà cá nhân em thì em nói như thế này nè. Mình đất nước mình hiện nay không nên đa đảng, mình chỉ nên có một đảng cộng sản, tốt nhất là mày. Tại vì anh biết sao không? Em bây giờ này, việc Bình Dương thì hôm nay bây giờ mình xoáy về cái quan hệ giữa Việt Nam Trung Quốc, còn vấn đề đa đảng thì nó là vấn đề rất là rộng, mình nói ở gì thì rồi. Thì vấn đề qua quan hệ về Việt Nam Trung Quốc như thế này là anh biết rồi á, lịch sử có ngàn đời rồi. Mình là cái nước mà đã giáp danh với cả Campuchia nè, rồi giáp danh với Trung Quốc, rồi giáp danh với nước Lào. Thì em không có nói về hai nước Campuchia với Lào mà em nói về Trung Quốc. Tại vì anh biết là cái truyền thống của mình á, là trước đây á, là mình đã từng bị á, là Trung Quốc xâm lược. Nhưng mà cha ông mình anh biết là như Trần Hưng Đạo nè, đánh mà dẹp ba quân Thanh nè. Anh biết là cái đất nước mình đã đánh quân Nguyên Mông. Đánh quân Nguyên, em lầm. Nguyên thì em... thì anh thấy là những cái chiến tích của cha ông mình trước đây là cũng không có phải là không ai biết được. Mình đã chiến thắng rồi thì vấn đề là trong xóm giềng với nhau thì giống như nhà này cạnh nhà kia thì đương nhiên nó có xích mích, đôi khi nó xảy ra cái vụ xích mích, nhưng mà quan trọng làm sao mà mình phải biết hài hòa, mình hòa nhập chứ mình không có hòa tan. Ví dụ nó đem cái văn hóa của nó hồi cái năm trước, là anh biết trước khi mà có cái phim Tôn Ngộ Không đó anh, cái thời đó là phim kiếm hiệp rất là thịnh hành, biết không? Lúc đó tụi em rất là thích xem, nhưng mà tụi em đâu có, sau này tụi em cũng đâu có xem nhiều đâu. Tức là nó không thể nào đồng hóa được mình hết. Nên vấn đề đó là đám ba sọc bên kia nó chỉ lấy cái cớ thôi, lấy cái cớ. Chứ em nói anh chứ, cái đất nước Trung Quốc á, thực ra không phải là người ta xấu hết, mà có những người dân khi mà Việt Nam mình chiến tranh với Mỹ, người ta cũng có người dân ủng hộ Việt Nam mình mà. Đâu có phải nói đấy, thì do cái quan hệ ngoại giao của mình, do cái nước láng giềng á, thì dĩ nhiên là có những cái thành phần mà diều hâu đó, bên Trung Quốc nó có những thành phần diều hâu. Nó hiếu chiến nên bao giờ nó cũng kích động. Thì nó gây ra ví dụ như là vấn đề là nó đưa ra cái đường lưỡi bò. Đường lưỡi bò thì anh biết rồi á, thì công ước của luật biển đó là UCLOS đã công nhận rồi, là không có chấp nhận cái đường lưỡi bò đó rồi. Thì vấn đề là đó là sao, nó là một cái nước lớn, mình nếu mà xét về vấn đề mà đánh nhau, chẳng hạn em nói đơn giản đánh nhau thôi, mình đánh không bao giờ lại nó, dân của nó cả tỷ bạc, cả tỷ người, trong khi Việt Nam mình có chín mấy triệu. Mà người ta có bom hạt nhân này, Việt Nam mình thì không biết có hay không thì mình không biết được, nhà nước cái đó là bí mật của quốc gia không biết được. Nhưng mà với vấn đề mà tụi nó cứ kêu gọi để cho mình đánh, thì anh tính gì một người mà chọi 15 người, làm sao mình chọi lại được nó? Dân mình có 100 triệu trong khi nó 1 tỷ. Nói chung là
anh nói việc ví dụ là hiện nay ấy, đất nước mình đã trải qua những cuộc chiến tranh mà rất là tàn khốc, và nhưng nói mà, chung là nhân dân nước mình đã chịu được bao nhiêu đau khổ rồi, cho nên là trong quan hệ kinh tế mình càng tránh cái chuyện đó là càng tốt. Với em nói anh, bây giờ vũ khí bây giờ nó không chiến tranh, nó càng ngày nó càng tối tân đó. Không nên giải quyết bằng nhau bằng nắm đấm, mà phải giải quyết nhau bằng cái con đường ngoại giao là tốt nhất. Và vấn đề tụi nó lợi dụng cái đó, đang vấn đề chúng nó tụi nó để kích động, để sao để dân mình là sẽ xảy ra chiến tranh với Trung Quốc, thì tụi nó sẽ là vụ lợi, tụi nó nhảy về Việt Nam lại. Mục đích của tụi nó quá rõ ràng, em nói thật luôn, rõ ràng nó muốn phục dậy cái thây ma của Việt Nam Cộng Hòa thôi, em nói thật, chứ còn không ngoài gì mục đích khác hết cả. Bây giờ nhìn tổng thể anh biết đây, tất cả quốc gia trên thế giới, quốc gia nào mà chả có Trung Quốc, em nói thật luôn, anh đi không có quốc gia nào mà không có người Trung Quốc hết, ngay cả Mỹ, Anh, Úc, Mỹ, cả châu Âu hết, nói chung em nói toàn nói chung là theo anh, một số nước lớn ở Đông Nam Á này, ví dụ như là cái tỷ lệ mà người, ví dụ như người Hoa mà ở Việt Nam là ít 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 hơn rất nhiều, ví dụ như cái nước hơn rất là nhiều Singapore này, tại sao lại mà cứ Malaysia, Indo này, mình nghĩ thế nào, các bạn xem cái tổng kết cái số người được người Hoa ở tất cả các nước, ở mình chỉ nói ở Đông Nam Á thôi, đúng không, thì cái tỷ lệ của người Hoa ở hiện nay ở Việt Nam nó ít thôi. Em biết mà, tại vì em có đi Malaysia rồi, anh biết là qua bên rồi á, toàn là người Trung Quốc không à. Toàn là người người Hoa, rồi người gốc Hoa không. Người gốc Hoa và người gốc Ấn. Em nói với anh, cái đó là một cái mục đích của tụi nó quá rõ ràng rồi. Nghĩa là sao? Kích động để mà cho hai nước thù hằn. Nếu mà mình Việt Nam á, mình á, mà đảng không có đảng mình á, không mà sáng suốt á, em nói với anh á, thì xảy ra xung đột chẳng hạn, thì tụi nó là cơ hội, bọn nó là bọn cơ hội để mà vào, để nhằm nhảy về Việt Nam, để mà nó chia rẽ ra và nó phân ra nhiều các cái đảng phái, biết không, nó mới tiến lên cái đó. Thực ra chứ Việt Nam mình với Trung Quốc á, là một giống như là một cái nước láng giềng với nhau, thì chuyện làm ăn là chuyện bình thường. Tôi làm ăn với anh thì đương nhiên là ví dụ như là anh cho tôi cái lợi này thì tôi có lợi khác, chứ đâu phải là mà Trung Quốc nó đem qua đây cái là nó lợi hết đâu. Nó đem qua đây nó mở công ty, ví dụ em nói ví dụ đây, nó mở một công ty, nó cũng phải thuê con nhân công, mà nhân công đó là ai, là người Việt Nam mình. Nhưng mà thực chất là trên Việt Nam mình cũng đâu có chung công ty Trung Quốc nhiều đâu, anh thấy không, ở Bình Dương em thống kê toàn là công ty Đài Loan không, mà Đài Loan đấy tụi nó đang hiểu lầm, Đài Loan là Trung Quốc là sai. Đài Loan bây giờ nó còn đang muốn độc lập, nó muốn tách riêng Trung Quốc ra, mà nó đâu có muốn nhập đâu. Nên nó hiểu, nó ví dụ như cái Formosa nó cứ nói Trung Quốc, thực ra đâu phải Trung Quốc đâu, Formosa là của Đài Loan mà. Nhưng mà tụi nó đang hiểu sai. Thì nói chung là cho nên cái chủ đề hôm nay anh mới đưa ra là cái chủ đề bài choan, bài chung là cực đoan, là ngu xuẩn, mắc bẫy bọn bà quê. Bây giờ là em nói với anh nè, ví dụ như người nông dân mình bây giờ sản xuất thanh long, tụi bà que hay tụi dân chủ cội nó có về nó mua không? Hay là mỗi lần mà Trung Quốc nó không mua thì dân mình chết lên chết xuống đó. Đó là mình, tại vì em nói vậy không phải là mình dựa vào Trung Quốc quá, mà anh biết đâu cái thị trường đó là thị trường béo bở, không phải là mình không, mà Mỹ rồi là nó còn thích đó. Mỹ mà nhiều khi bây giờ những cái nông sản, tại vì dân nó số lượng nó dân nó cũng lớn hơn thằng Mỹ, mà Mỹ chỉ có 300 triệu thôi, Trung Quốc nó 1 tỷ rưỡi, anh biết rồi, mỗi một người nó ăn một trái thanh long không, ở Việt Nam mình bán không đủ, không giàu không, em nói thật luôn. Không cần nói một trái thanh long, mỗi người nó ăn chừng một miếng thôi thanh long thôi là mình bán là mình có lời rồi đó. Là nông dân mình là thấy ok rồi. Bây giờ nó mình là cái đường biên đó xuất khẩu là anh biết rồi, tụi nó phải học cái logistics, anh làm bên hàng hải anh biết rồi. Cái logistics của mình nó gần biên giới, bây giờ anh đi đường biển đó, thì bây giờ nó đi qua các cái eo biển mà thằng Singapore là thằng lợi ích nhất. Mai mốt mà nó đào một cái kênh đi ngang Thái Lan coi, mẹ thằng Singapore chết với mình chứ đừng có nói. Mạng rồi, cơ mạng nó đang yếu. Alo, anh còn nghe em không? Rồi, bây giờ nó hồi phục lại được. Được rồi đấy. Dạ, dạ. Anh, okay. Bởi vậy,
Em nói lại mình nữa, em ví dụ như là anh biết là cái đất nước của Trung Quốc á, là một cái đất nước thị trường rất là béo bở đối với mình, tại vì nó gần biên giới mình á, mình vận chuyển hàng hóa nó cũng tiện. Em nói anh nói tại vì cái hàng nông sản đó, anh biết mình là cái đất nước nông nghiệp mà đang phát triển mà mình vận chuyển qua qua cái đường biên của nó gần, và nhiều khi trái cây không kịp mà còn còn muốn hư nữa, đừng có nói. Cái đường biên giới Trung Quốc là gần nhất, mình bán sản phẩm là người nông dân mình có lợi. Người nông dân mình có lợi rất là nhiều. Tại sao mà lại phản đối? Mình làm ăn với nó mình phải phòng ngừa chứ, biết rằng nó là nước lớn, nó là nước đàn anh, nhưng mà mình chơi với nó mình phải khôn khéo. Chứ mình đâu có bắt chước cái đám ba que cứ chơi người ta, thích đập người ta được. Đã nhỏ mà còn chơi chơi láo làm sao được. Nó đầy đủ có bom nguyên tử rồi, nó cũng đầy tự đủ ở trên tàu ngầm, nó cũng có tàu sân bay rồi. Mà tụi mày cứ xúi cái đám ba sọc cứ xúi ra đánh đánh làm sao mà đánh lại được, tụi mày ngon về tụi mày ra mà giữ. Cái này là đảng mình á, là có cái đường đi về chính sách ngoại giao rất là sáng suốt, em nói thật. Nếu mà mình mà không như vậy thì đất nước mình làm sao mà tồn tại với Trung Quốc? Cả 1.000 năm đô hộ mà nó không thể nào mà nó bắt người dân mình phục được. Nó còn muốn đồng hóa cái người người dân mình, mà người dân mình đâu có ai mà đồng hóa đâu. Mình hòa nhập mình không bao giờ hòa tan. Đất nước mình càng ngày càng đi lên thì tụi nó bên đó bây giờ nó tức tối thì nó quay ngang nó kích động thôi. Bài học quá thì cay đắng cho Việt Nam mình, bởi vì sao? Nói Quá chung nhiều là cái theo cục anh nghĩ diện. là rằng rằng như này này, Trung Quốc là một nước lớn đúng không? Có một cái nền văn hóa rất là lâu đời. Thì nói chung là Việt Nam mình là một nước nhỏ mà giáp Trung Quốc. Thì nói chung là cái chuyện mà ví dụ cái ảnh hưởng về văn hóa của Việt Nam đối với Trung Quốc là cái chuyện hiển nhiên, đúng không? Là chuyện hiển nhiên, nhưng Đúng mà rồi ví ạ. dụ mình vẫn cứ giữ cái bản sắc văn hóa Việt riêng của mình, đúng không? Chứ mình cũng không phải ảnh hưởng tất cả là từ Trung Quốc. Cái điều này tự nhiên tất cả các bạn đều được biết đấy. Mà em hỏi anh là tụi nó nói vậy chứ tại sao mà bây giờ tụi nó đệ đệ tam đệ nhất đệ 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 nhất cộng hòa đệ tam là gì? Cái đó là cái gì? Không phải nó đang dùng tiếng tiếng chưa tiếng, tiếng Trung Quốc à? Đệ nhất đệ tam cộng hòa, tam là nhất nhị tam, mà Việt Nam mình đâu có ai dùng nhất nhị tam đâu, Việt Nam mình đến 1 2 3 chứ bộ. Mà tụi nó dùng đệ nhất cộng hòa, đệ tam cộng hòa là tụi nó là thuộc về Trung Quốc chứ còn gì nữa. Cái thằng Benny chọt á, thằng đó là ông nội của nó là Trung Quốc, mà bây giờ nó đem kêu mình đi phản đối Trung Quốc là sao? Một cái thằng vô lý, cạnh một cái đất nước lớn như vậy, mình phải chơi với cái người đó mình phải phải khôn khéo chứ, mình đâu có thể nào mà mình dựa vào cái vấn đề mà độc ăn thức ăn độc. Em nói anh trên đất nước nào mà chả có độc, đất nước Mỹ cũng cũng ăn đồ độc, thấy mồ của Trung Quốc nó đem qua đó, tại sao không phản đối đi, không xuống đường mà phản đối Trung Quốc đừng mang đồ ăn qua Mỹ đi, anh kiểm soát làm sao hết được. Nói thì nói một phần thôi, tại sao mà nước nói đồ ăn độc Việt Nam mình ung thư, tại sao Mỹ cũng có ung thư vậy, mà ung thư của nó còn nhiều hơn tính theo Tỷ tỷ lệ lệ. nó còn cao hơn ở Việt Nam Một bài toán đúng không? đơn giản vậy tụi nó cố tình tụi nó xuyên tạc làm cho đất nước mình rối ren lên, để mà cơ hội để mà tụi nó là cái tụi cơ hội để nhảy vào để phân chia cái cánh. Em nói anh đất nước mình bây giờ mà có hiềm khích với Trung Quốc chẳng hạn, tụi nó sẽ về ngay, em nói anh đó, tụi nó sẽ đem quân về. Có bao nhiêu lần tụi nó đã mang về về Cà Mau bị mình dập đó, Rồi chào mình vâng vâng đó công an mình đã bắt bao nhiêu cái vụ phản động đem bom về khủng bố đó, cũng là cái tổ chức mà của thằng Đào Minh Quân đó, về mình bắt bao nhiêu lần đó, bắt nữa. Tụi nó cái mục đích của tụi nó quá rõ ràng anh biết không, nên đó, nhiều người trên cộng đồng Nói mạng chung là em theo anh nghĩ là như thế này, cái mục đích của chúng nó để làm cho đất nước Việt Nam coi như là không phát triển nữa, đúng không? Những người, những đồng bào mình coi giờ đói khổ đi. Đấy, sau đó là coi như từ lúc đồng bào đói khổ đi chẳng hạn, thì là đồng bào sẽ đứng lên chống sẽ đối lại đứng lên nổi dậy thôi Đảng Cộng đó. sản Việt Nam, đúng không? Cái mục đích cuối cùng của chúng nó là phế bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, nhưng mà thực tế ra là khi theo anh đã nói với em về tất cả các bạn, là nói chung là hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam coi như lãnh đạo nhân dân Việt Nam rất là tốt, đúng không? Giữ ổn định đất nước mà cái tốc độ phát triển kinh tế rất là lớn. Đấy, quan hệ ngoại giao với rất nhiều nước lớn ở trên thế giới và tham gia
những cái tổ chức kinh tế trên thế giới, xã hội bình yên phát triển. Thì ví dụ những dân dân Việt Nam mình hiện nay sống ở trên đất nước Việt Nam mình cần gì hơn, đúng không? Không thể cần gì nhiều hơn cả. Cho nên như là bản thân anh và tất cả các bạn đây mình nghĩ như thế đều ủng hộ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đất nước này hiện nay. Em nói thật với anh chứ tất cả cha ông mình đã đổi bao nhiêu xương máu rồi, không ai mà dạy dột mà đi đổi lại một cái chữ dân chủ viển vông đó. Không ai mà đổi lại cái đó là làm cái gì. Cái thực tế bây giờ là đời sống của nhân dân mình đã sướng hơn. Tại sao lúc trước mà trước đây năm 1980 mấy đó đời dân sống nhân dân khổ. Đất nước mình đang muốn hội nhập thì tụi nó lại tìm cách cho nó chống, không cho mình gia nhập các cái tổ chức của... Bây giờ anh qua đây anh nói về Bình Dương với tất cả các bạn này. Năm 1988, thu nhập bình quân đầu người của những người Việt Nam chỉ có 100 đô thấp trên một đầu người. Đến 2003 thì mới là thu nhập đầu người mới là 400 đô một đầu người, đúng không? Mà đến 2018 thì theo tính toán của các ngân hàng, ví dụ ngân hàng ADB hoặc ngân hàng có nhiều Westbank, thì là tổng thu nhập bình quân đầu người của mình đã là cứ khoảng gần 2.600 đô la. Nhưng mà theo cái tổ chức quỹ tiền tệ thế giới IMF ấy, tức là người ta nói là Việt Nam tính thế là không đúng, mà theo người ta tính toán thì hiện nay thu nhập bình quân của đầu người của Việt Nam cứ khoảng trên 3.000 đô một đầu người. Thì em thấy từ qua đó, từ những mốc thời gian mà anh đưa ra, thì nói chung là mình thấy cái tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam mình hiện nay rất là cao, đúng không? Ví dụ năm 2018 là tốc độ phát triển kinh tế của mình đạt 7.08%, thuộc dạng cao nhất thế giới hiện nay. Tốc độ phát triển kinh tế cao, cuộc sống của những người dân càng ngày càng được nâng lên, đất nước được ổn định, đúng, hòa bình. 5 năm liền mình Việt Nam mình là một trong 5 nước đứng đầu thế giới về cái ổn định và hòa bình, đúng. Đó là những điều mà những người dân Việt Nam mình mong muốn. Chứ bây giờ mình mong muốn điều gì, đúng không? Mong muốn điều gì hơn nữa? Còn những tồn tại, những bất cập trong xã hội thì nói chung mình đã nhận ra và hiện nay mình đã đang làm rất là tốt, và nói chung có nhiều cái sự tiến bộ rất là rõ ràng, đúng không? Em nói thật với anh bằng như thế này là bác Hồ của mình trước khi mà lúc mà bác mất á, thì bác cũng có nguyện vọng là sao, là đất nước mình mong làm sao đất nước mình ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng học hành. Tại khổ quá mà anh nhìn bác đi, dân mình đi khổ vậy, bác chỉ có một ước nguyện rất là đơn giản vậy. Thì bây giờ các đồng chí bây giờ là các đảng mình nó đang đi theo cái nguyện vọng mà của bác là đã. Bác thì nói là hiện nay ai cũng được cơm ai cũng cơm ăn, mà thậm chí mà còn thừa luôn đó. Anh biết là thì bây giờ như thế vậy là em không cần, đối với bọn ba sọc anh không cần nên nói cái con số liệu nó, tụi nó không bao giờ anh có vách cái lơ óc nó ra anh bỏ từng chữ nó không bây giờ nghe. Này anh nói việc Bình Dương này, anh không cần nói những điều này với bọn ba sọc làm gì, thì chúng nó cố tình, đúng không, nó chống phá những điều này ra để anh chứng minh cho những cái người Việt ở hải ngoại, người ta không có điều kiện hiểu về đất nước Việt Nam, và rồi. Những người Việt Nam người ta chưa hiểu về cái đất nước mình lắm, ví dụ cái kiến thức người ta còn ít, thì mình lấy cái số liệu này là lấy số liệu của quốc tế chứ không phải là lấy số liệu Việt Nam mà hoặc là sóng bằng ông Việt ra đấy là cái mục đích của anh thì đó. Thì bây giờ chị nói cho Việt Kiều bên nước ngoài, bây giờ có anh, các anh, có chị, có cô, có chú là bên đó là hiểu như thế này, là trước đây á, cái thời năm 88 tụi em còn ăn cơm trên mà khoai, dưới là ít là cơm, là bây giờ thì sao? Bây giờ là không có còn cái đó nữa, là vậy thôi, đơn giản. Bây giờ tụi em thích ăn phở đi chỗ nào cũng bán hết, thích ăn bún chỗ nào cũng có hết. Đường xá thì trước đây mơ ước một chiếc xe đạp không có, bây giờ là ô tô là đầy đường hết trơn rồi. Bắt đầu xe Honda, bây giờ xe đạp chỉ dành cho học sinh thôi, anh thừa nhận cái đó không? Bây giờ là xe đạp mấy đứa học sinh, chứ bây giờ mấy người dân nghèo dưới quê người ta cũng sắm được một chiếc xe ngon lành người ta chạy, và thậm chí là xe Nhật. Chứ bây giờ trước kia là anh biết cách đây khoảng có mười mấy năm trước xe Trung Quốc rất là nhiều, nhưng bây giờ Trung Quốc chả ai dòm ngó nữa. Có nghĩa là cái đời sống của dân mình đã nâng cao rồi, người ta không chú ý đến vấn đề chất lượng, chứ người ta không có tính về vấn đề là có phương tiện để đi nữa. Rồi ý thức của người dân mình hiện nay là cũng biết sắp hàng là gì, đó là cái ý thức dần dần, ý thức hệ của người dân mình sẽ nâng lên. Chứ đâu phải như cái đám ba sọc có muốn một cái là bằng Mỹ được. Một cái đất nước mà phát triển trước Việt Nam 300 năm, làm sao mà anh so sánh một cái đất nước mà chỉ có 19 năm nay, chưa tới 19 năm, nếu mà tính ra là anh biết là chỉ khoảng... Từ năm 2000 đến giờ, nếu còn khoảng 19 năm.
năm năm 2000 là tụi em còn khổ mà anh biết, là lúc đó là mới ra trường anh biết, là lương chỉ có 500-600 ngàn một tháng nếu mà Cậu Hoàng bằng ơi, đó đấy. nói bây giờ thì diễn đàn của anh là bình thường mà. Thì một lát nữa em ấy anh sẽ mời em lên, thì như là Cao Hồng Lan siêu lên diễn đàn của anh nhé. Rồi. Rồi nếu mà chế Cao Hồng Lan muốn lên thì lên, này em xuống cho chế Cao Hồng Lan lên. Còn em nói tóm lại một cái nè, tất cả đám Ba Sọc nè, tất cả các anh chị em trong nước á, mình mục tiêu của mình đánh Ba Sọc, và Ba Sọc đừng nên đánh phá nhau nữa. Tại vì á, trên đây á, anh Bằng lên mục đích của anh Bằng là gì, chỉ đập tan là điệu xuyên tạc Kamoe chứ không có cái gì hết. Bây giờ là anh chị em không nên có một cái thành kiến gì cả, mình là người Việt Nam mình phải nói cái gì để cho người Việt kiều bên đó người ta hiểu về đất, tình hình đất nước. Đúng. Có những người người ta đi mấy chục Rồi bây năm giờ không này, biết. như anh nói về việc Bình Dương và tất cả các bạn thì ở đây ấy, thì mình nhiều khi cái mục đích của ví dụ nhiều khi mình cứ nói là khóa ba que hoặc như thế này ba que, nhưng mà thực tế là mình gọi là để những câu ấy để cho nó mạnh một chút thôi, chứ còn bây giờ ví dụ như là mình có không bao giờ cải não cái tức là cải tạo được cái đầu óc đấy, của cái bọn gọi là chống bầu cực đoan và bọn dân chủ quận trong nước. Nhưng mà những diễn đàn của mình ấy, mình chỉ dùng cái kiến thức nhỏ bé của mình để mình nói cho những cái bà con Việt kiều ở bên nước ngoài, người ta ít có điều kiện về Việt Nam. Thứ hai là những cái người mà ví dụ người ta ở trong nước chẳng hạn, người ta hiểu biết, người ta ít một chút đấy, thì mình góp một chút nào đó về cái mục đích đó thôi đấy. Chứ còn bây giờ khóa mõm mà quen làm sao khóa được, và cải tạo tạo Đúng cái rồi. đầu của những người mà chống cộng cực đoan, mà sau đó ví dụ người ta trở thành những người yêu nước, thì nói chung với bản thân anh này anh không không có cái ý định đó đó. Cho nên là đấy cái mục đích của anh lên trên cái mạng xã hội này chỉ cái mục đích duy nhất và duy nhất như thế thôi, tôi nói với tất cả các bạn, còn không có một mục đích gì gì khác cả, không tiền bạc, không nọ Em không kia, tất cả cái điều kiện của nói mình thật thì tất cả các bạn đều biết với rồi. em nói thật với anh Bằng như thế này nè, em cũng tâm tâm sự thật đó là như thế này. Tất cả anh em diễn đàn đất nước mình đó, nói chung là ăn quá đủ rồi, quá đủ rồi, đổi quá nhiều xương máu rồi. Mấy bạn nên nhớ đi, từ từ cái thời mà ông cha mình trước đây á, cũng đã đánh thì không nói, là từ cái thời chống Mỹ, cái lượng bom mà bây giờ mà 40 mấy năm anh biết bây giờ nó còn sót lại, dân mình vẫn còn bị chất độc da cam này, này mà thằng Mỹ nó còn vô thừa nhận cái vấn đề nó đã gây ra đó. Bom nó trút xuống mình như vậy, biết bao nhiêu Napalm rồi. Anh biết là có cô bé Napalm bây giờ cô đó vẫn còn sống đó. Đất nước mình rất là khổ, mà một cái hình ảnh, tấm hình ảnh là noi gương cho thế giới, là anh biết bây giờ là Iraq và Syria mình nhìn thấy là bây giờ là mình thấy sót đâu. Bây giờ Dân bây anh giờ nói với Hoàng Hữu như này, thì thực tế là những cái đàn này mình lên mình cũng bình thường thôi, đúng không? Mình nói lên cái tình cảm của mình đối với quê hương đất nước, hoặc là mình đúng nói lên rồi. cái sự phát triển của quê hương đất nước để cho những cái bà con Việt kiều người ta nghe. Mình càng là người bình thường thì càng tốt, đúng không? Ví dụ chúng mình là người của ban tuyên giáo cái này thì các thứ khác, nhưng ở đây mình là những người dân bình thường, mình nói chuyện rất mộc mạc Đúng rồi. đấy. Em nói một câu này cuối cùng này để cho rồi em xuống này, em nói với anh Bằng nghe. Nó cứ nói dư luận viên ba cũ, em nói thật anh nhé, nó nói năm thằng Tinh Thái Benny Chột, nó nói 5.000 dư luận viên. Em nói thật đó, nếu mà nhà nước cho mỗi người ba ba cũ không có cửa cho Tinh Thái Benny Chương, chỉ ngồi hố mắt luôn, đuôi con mắt mà ngồi mà nói luôn. Tại 3 triệu mấy đứa sinh viên nó like cả ngày cho tụi mày khỏi nói luôn. Làm gì mà nhà nước mình đâu mà có 5.000 dư luận viên mà để mà lên like cho mỗi đứa 3 triệu ngân sách rồi. Anh quá.
rồi bây giờ lại có mạng lại rồi, hiện có kết nối. Mong rằng là cái line này nó không bị sập. Rồi được rồi, nó lên lại. Mạng hơi yếu các bạn thông cảm. Sập line luôn. Mạng lắc, các bạn chờ một chút. Rồi bây giờ mạng gượng dậy được rồi. Rồi vừa nãy có một cái bạn thì Bình Nhất ấy, bạn muốn xin lên ấy, thì bạn người gửi ok. Mạng nó hơi yếu tí, bây giờ nó gượng dậy được rồi nhé. Bây giờ là tốt nhé. Bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, mình hôm nay mình xoay về với vấn đề, tức là quan hệ giữa cái mạng yếu. Vâng, bây giờ nó gượng dậy được rồi nhé. Tức là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì nói chung là trước kia thì là có một cái thời mà Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ấy, đã sang thăm Trung Quốc thì nói chung là Tổng thư Bí thư Nguyễn Nông Đức Mạnh và cùng với chủ tịch nước Tổng Bí thư Tập Cận Bình với vâng bây giờ được rồi, mạng nó gượng dậy được rồi thì mới đề ra, tức là cái quan mối quan hệ với Việt Nam và Trung Quốc, tức là mới vừa đề ra, tức là cái mối quan hệ đó là bốn tốt, 16 chữ vàng, bốn tốt, tức là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và hợp tác tốt. Thì láng giềng tốt thì tôi nói với tất cả các bạn, những cái điều này cũng là cái mong muốn của những người dân Việt Nam. Ví dụ như láng giềng tốt này, bạn bè tốt này, đồng chí tốt và hợp tác tốt, thì đây là cái mong muốn của không những quả phía Trung Quốc mà kể cả phía Việt Nam nữa, đúng không? Bây giờ Việt Nam và Trung Quốc là coi như là hai nước coi như giáp biên giới với nhau, có cái chiều dài biên giới là hơn 1.600 km, thì nói chung là không, nó lắc bị lắc lại, cái mạng yếu. Thì nói chung là bây giờ ví dụ những nước mà láng giềng với nhau thì mình làm sao mình phải quan hệ với nhau thật là tốt. Ví dụ Việt Nam có những đường biên giới với lại một số nước láng giềng, ví dụ Việt Nam với Campuchia, Việt Nam với Lào và Việt Nam với Trung Quốc, thì nói chung là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia và Việt Nam với Lào thì hiện nay cũng là một mối quan hệ rất là tốt rồi, đúng không? Còn đối với Trung Quốc thì có cái đường biên kéo dài là 1.600 km, thì là mình muốn, coi như mong muốn của Đảng và Chính phủ và Nhà nước Việt Nam và Đảng, Chính phủ và Nhà nước Trung Quốc là nói chung là phải có một cái đường biên giới rất là tốt, đúng không? Quan hệ của các nước láng giềng với nhau rất là tốt. Chứ còn bây giờ ví dụ như tất cả các bạn là bây giờ ví dụ như hai nước mà gần nhau chẳng hạn, đấy, lúc này có thế này, lúc kia thế kia chẳng hạn, mà cứ hụt hoặc nhau đấy, mà quan hệ nó không tốt chẳng hạn, thì nói chung là giữa những cái nhân dân của hai nước thì nói chung là nó cũng không tốt. Thế nhưng nhất là những cái đồng bào mà giáp vùng biên ấy, thì nói chung là các bạn thấy như thế nào. Cho nên là cái chuyện mà ví dụ như Việt Nam và Trung Quốc là những nước láng giềng tốt, thì đó cũng là cái mong muốn của Đảng, Chính phủ và nhân dân mình, và cũng là mong muốn của Đảng và Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Và vấn đề thứ hai nữa, trong cái bốn tốt đó có bạn bè tốt, đúng không? Thì nói chung là thôi, cái thời kỳ mà phong kiến trước kia
thì đó là cái lịch sử mình không nói lại làm gì, đúng không? Nhưng mà ví dụ như từ cái thời mà ví dụ chiến tranh chống Pháp hoặc là đến thời kỳ chống Mỹ chẳng hạn, thì nói chung là đảng và chính phủ và nhân dân Trung Quốc người ta cũng ủng hộ mình rất là nhiều trong cái công cuộc tức là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đúng không? Thì những cái này thì nói chung là nhân dân Việt Nam, đảng và chính phủ Việt Nam luôn luôn biết ơn những cái sự giúp đỡ coi như chân tình quý báu đó, đúng không? Mình nói là quý báu đó, còn cái chuyện chân tình hoặc là cái mục đích như thế nào thì bây giờ mình cũng không nhớ tới, và mình không nói tới ở đây. Thì nói chung là trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ chẳng hạn, thì nói chung là bên Trung Quốc người ta cũng giúp mình rất nhiều về cái vấn đề khí tài quân sự này, về vấn đề vật chất, đúng không? Còn vấn đề về người chẳng hạn thì nói chung là như là trước kia thì Bác Hồ cũng đã nói là ví dụ các đồng chí giúp đỡ chúng tôi về vật chất, đấy, về của cải, đấy, về lương thực, tất cả thứ thì chúng tôi rất cảm ơn, và nói chung là chúng tôi còn có khả năng, ví dụ sau này chúng tôi còn trả lại được các đồng chí. Còn ví dụ như các đồng chí mà đưa người sang giúp về máu xương chẳng hạn, thì chúng tôi những cái máu xương thì nợ thì nó khó trả đấy. Thì nói chung là bây giờ ví dụ là như ví dụ bây giờ mình ngồi mình phân tích là âm mưu của Trung Quốc là như thế này đấy. Đấy thì bây giờ 16 chữ vàng nó có chữ nó cũng là ở trên cơ sở 4 tốt thôi, chứ là láng giềng hữu nghị này, hợp tác toàn diện này, ổn định lâu dài và hướng tới tương lai. Đấy cũng đấy các bạn Vũ nghe rõ nhá, tức là láng giềng hữu nghị nhá, đúng không? Đấy, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, tức mà mình đưa 16 chữ này để cho ví dụ như đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc người ta hướng tới những cái chữ này, tức là để ra mục tiêu để mà ví dụ mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đấy, kể cả Việt Nam đối với Trung Quốc cũng như thế, tức là mục tiêu để mình hướng tới, tức là đây là cái quan hệ ngoại giao của những nước láng giềng đấy, và nói chung là láng giềng và nó cùng ở cái chế độ mà do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấy. Tức bạn bè tốt thì tôi nói với tất cả các bạn rồi, ai cũng mong muốn là coi như mình và Trung Quốc là những nước coi như là có cái tình cảm bạn bè từ cái thời chống Pháp cho đến chống Mỹ, vâng, và cho đến ngày nay thì nói chung là mình phải giữ một mối quan hệ bạn bè tốt, đồng chí tốt. Đấy, đồng chí tốt là coi như là hiện nay coi như là cũng có một cái rất thuận lợi là coi như Trung Quốc và Việt Nam đều theo cái chế độ mà do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì nói chung là ngoài những cái kênh mà mình quan hệ giữa chính phủ và nhà nước giữa hai nước ra, mình có một cái kênh quan hệ nó khác với một nước khác nữa là kênh quan hệ giữa hai đảng với nhau, đúng không? Đều hai nước đều do cái Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấy, đúng rồi. Như tỉnh thành có một mối quan hệ rất tốt đẹp với Bác Hồ với chủ tịch tỉnh Mao, cho nên là mình phải giữ mình giữ là cái gọi là cái ưu thế đó để mình cố gắng mình quan hệ với Trung Quốc để cho thật là tốt. Cái mục đích của mình hiện nay mình muốn coi như đất nước ổn định đấy, đất nước coi như phát triển, đất nước hòa bình, đúng không? Chứ trong bây giờ ví dụ là mình là một nước nhỏ, đúng không? Mình mới bắt đầu phát triển, cũng mình hơi tí rồi mình bắt đầu mình cương lên, đúng không? Còn cái chuyện mà tôi nói với tất cả các bạn là tranh chấp về biên giới, tranh chấp về những cái nước mà gần nhau về coi như là về đất liền này, rồi là về có biên giới, có cái biển chẳng hạn, nó chung một tí chẳng hạn, thì nói chung là hầu như nước nào cũng có một cái sự tranh chấp nào đó đấy. Tôi nói bây giờ ví dụ như đấy, ngoài Việt Nam mà hiện nay coi như tranh chấp với Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, ở một số nước Đông Nam Á cùng có Philippines, Malaysia, Brunei chẳng hạn, đúng không? Thì cũng có cái chuyện tranh chấp ở cái Biển Đông, cho nên là hiện nay mình một số nước ASEAN đã coi như đã cùng với Trung Quốc đã coi như là ra một cái tức là cái tuyên bố ứng xử ở Biển Đông DOC đấy, và mình đang coi như thực hiện một cái gọi là một số những cái nước ASEAN đối với Trung Quốc thực hiện cái gọi là cái nguyên tắc ứng xử, đưa ra một cái bộ nguyên tắc ứng xử đấy, của cái nước ASEAN với Trung Quốc ở Biển Đông, đúng, mình đang tiến tới COC đang tiến tới bàn bạc với Trung Quốc đưa ra một cái bộ coi như là cái bộ nguyên tắc ứng xử này COC này, đúng. Cho nên là mình và một số nước ASEAN mình cố gắng mình đưa ra được cái bộ nguyên tắc ứng xử này thì nó rất hay.
Còn tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ là những cái nước mà ví dụ nó đã liền giàu chẳng hạn, thì nói chung nó có một cái sự tranh chấp. Biết đơn giản, ví dụ đấy, nhiều bạn ở đây các bạn đều biết, ví dụ như Nhật Bản chẳng hạn hoặc Trung Quốc nó cũng đang tranh chấp với nhau ở cái đảo Shikoku chẳng hạn. Đấy, hiện nay cái đảo đấy không có một người ở, vẫn cứ để không đấy. Đấy, nhưng mà bây giờ ví dụ như Nhật Bản chẳng hạn, chứ vừa rồi chỉ có gọi là chuyển từ quốc hữu hóa, từ coi là tư nhân sang coi nhà nước quản lý, là đã có một cái vụ gì ở Mỹ lên rồi. Rồi, chúng mời Phát Capitol. Rồi về Phát, ok Phát ơi. Bây giờ hình như mạng yếu thành không gửi lên, mời không thấy, ok. Đấy, cho nên là bây giờ ví dụ hai nước, bây giờ tôi nói ví dụ có cái tranh chấp đấy, kể cả Nhật Bản, kể cả Trung Quốc chẳng hạn, cũng phải coi như là để nguyên những cái hiện trạng các thứ như thế, đúng không? Thì mình thì nói chung quan hệ, ví dụ muốn như nước này ví dụ ấy về cái đảo đó chẳng hạn, thì phải quan hệ trên trên cái nguyên tắc coi như là ngoại giao, đúng không?